sợ lấy chồng giàu. Thưa tiểu thư, hôm nay ông bà chủ sẽ mở bữa tiệc khoản đãi khách quý. Mời tiểu thư nhanh chóng trang điểm thật xinh đẹp lộng lẫy để ra mắt ạ. Lại là một bữa tiệc ra mắt ta không thích chút nào. Sao cha mẹ cứ bắt ép ta? Họ biết trái tim ta đã dành cho người khác rồi. Chàng sẽ rất buồn khi biết tin này. Chén này con xin kính mời hai bác. Hy vọng rằng con sớm được về làm rể của hai bác. Còn chén này mời nàng uống cùng ta. Chẳng bao lâu nữa chúng ta đã về một nhà rồi. Kìa, con hãy nhận lấy tấm thịnh tình của ngài ấy đi. Cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng tôi không thể lấy ngài được. Như thế này là sao? Con nói thế là sao? Con vẫn muốn lấy tên nghèo kiết xác đó. Con xin lỗi cha mẹ, nhưng con không thể lấy người mà con không yêu. Con cái bất hiếu, nuôi nó lớn bằng tầng này mà nó dám cãi lại cha mẹ như vậy sao? Ông ơi, ông bình tĩnh lại đi. Không sao đâu hai bác, cô ấy còn trẻ, nông nổi bồng bột, chạy theo tình yêu phù phiếm là chuyện đương nhiên. Tôi tin cô ấy sẽ phải nghĩ lại. Con kính chào hai bác, con đến đây để xin hai bác được cưới cô ấy về làm vợ. Anh muốn hỏi cưới con gái ta? Ta không bao giờ gả con gái cho một kẻ nghèo hèn. Cha, anh ấy có gì không tốt? Anh ấy chăm chỉ, thật thà, tốt bụng và yêu thương con. Con si mê đến mù quáng rồi. Nếu con chấp nhận chịu sống trong cảnh cơ cực nghèo khổ đến suốt đời thì hãy lấy nó đi, lúc ấy mới sáng mắt ra. Con tin con sẽ hạnh phúc, thưa cha, con sẽ lấy anh ấy. Con sẵn sàng chấp nhận? Vâng, con muốn sống vì tình yêu chứ không cần những thứ vật chất xa hoa. Được, hãy làm những gì con muốn, nhưng ta sẽ không bao giờ chấp nhận nó là con rể ta. Hãy đi khỏi đây ngay, ta không muốn nhìn thấy con nữa. Chúng ta sẽ đến một nơi thật xa để làm ăn sinh sống, không ai biết chúng ta cả. Vâng. Dạo này nàng gầy quá. Từ một tiểu thư khuê các, nàng đã thành một người phụ nữ lam lũ rồi. Ta xin lỗi vì đã để nàng phải cực khổ. Được sống cạnh chàng là niềm hạnh phúc nhất của thiếp rồi. Nàng nói thế, ta càng thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Không được, có lẽ ta phải đi làm ăn xa một chuyến. Chàng định đi đâu? Bỏ lại thiếp một mình ở nhà sao? Ta cũng đâu muốn như vậy, nhưng cứ sống thế này thì khổ quá. Mấy ngày sau, ta sẽ đi làm ăn xa một thời gian. Ta quyết tâm đem lại cho nàng cuộc sống đầy đủ. Một năm sau ta sẽ trở lại, hãy đợi ta. Chàng đi cẩn thận, nhanh chóng trở về với thiếp nhé. Người con gái ở nhà dệt vải, trồng rau, nuôi trong mình niềm tin, niềm hy vọng mãnh liệt chàng sẽ trở về. Một năm, hai năm, rồi ba năm, thời gian cứ đằng đẵng trôi đi, nàng vẫn không nhận được tin tức của chồng. Nỗi nhớ nhung cùng niềm mong mỏi làm nàng ngày càng trở nên sơ sát, héo hon. Tình yêu, niềm tin vào người chồng thật thà, tốt bụng khiến nàng quyết định đi tìm chàng với ước mong về một ngày mai đoàn tụ. Nàng đeo tay nải ra đi, đi đến đâu cũng hỏi về tung tích người chồng yêu quý. Nhưng tình yêu, niềm tin và hy vọng của nàng cuối cùng chỉ đổi lại bằng những cái lắc đầu, xua tay. Người vợ ấy dù đã biến thành một loài hoa, vẫn cố nương theo gió bay đi thật xa để tìm hình bóng chồng mình. Mỗi lần có khách đi đường ngang qua, nàng vẫn cố gắng níu bám vạt áo họ để hỏi thăm tin tức về người mình đang chờ đợi. Người ta gọi đó là hoa cỏ mây, như một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của yêu thương bất diệt. Quả bóng ghi tên mình.
lại đã nào. Hôm nay chúng mình hẹn nhau tập văn nghệ, chuẩn bị cho buổi diễn mừng ngày 20 tháng 11. Cậu quên hả? Tớ sẽ biểu diễn tiết mục cá nhân mà, tớ không tham gia tiết mục tập thể đâu. Đang chán lắm. Cậu sao vậy? Hay là cậu buồn vì chuyện điểm môn sinh học? Ừ, tớ được có 5 điểm đây này, cô còn bắt về làm lại nữa. Đấy là bài tập nhóm. Mà không hiểu sao tớ thấy lớp mình có nhiều bạn lại tự làm một mình. Hôm trước tớ đã rủ cậu vào nhóm rồi mà cậu không nghe cơ. Nhóm tớ hôm nay được 9 điểm đấy. Thì tớ thích tự làm hơn. Tự dưng dạo này lại sinh ra nhóm làm gì cơ chứ? Hai em bàn luận gì với nhau mà sôi nổi thế? Dạ, chúng em chào cô. Chúng em đang bàn về bài tập nhóm vừa rồi cô ạ. Bài tập hôm nay nhóm Linh làm rất tốt. Còn An thì mới hoàn thành được một nửa phần bài. Bình thường An học rất khá. Cô rất hy vọng vào phần bài nhóm em sẽ phát huy khả năng, mà lại không được như thế. Nhóm An có những ai nhỉ? Dạ, em tự làm một mình. Nhiều bạn khác cũng thế mà cô. Em thích các bài tập cá nhân hơn. Tự mình làm điểm cao hay thấp đều là của mình. Còn cùng làm nhóm thì... Thế còn Linh, em nghĩ sao về bài nhóm? Dạ, em thì rất thích ạ. Nhóm em mỗi người nhận một nhiệm vụ, cùng nhau làm kết quả rất tốt. Nhưng đúng là có nhiều bạn lại không thích cô ơi. Linh ơi, An ơi. Dạ, em chào cô ạ. Hôm nay chúng mình hẹn tập văn nghệ mà. Hai cậu định về đấy hả? Tớ sẽ tham gia một tiết mục cá nhân, còn tiết mục tập thể các cậu tự tập với nhau nhé. Dạ thưa cô, em xin phép về trước ạ. Này, bạn Trang, bạn Tuấn với mấy bạn ở tổ 2 cũng bảo không tham gia. Có mỗi mấy đứa tớ thì làm sao tập được tiết mục tập thể? Giờ sinh hoạt hôm nay thay đổi một chút nhé. Cô sẽ cho các em tham gia một hoạt động nho nhỏ. Thích thế ạ? Thưa cô, hoạt động gì thế ạ? Các em chẳng bao lâu nữa sẽ lên cấp 3. Cô hy vọng rằng từ mấy trường này các em sẽ trưởng thành hơn. Cô muốn biết trong những năm qua cuộc sống của các em thế nào. Ai cảm thấy hài lòng với việc học, với bạn bè, thầy cô, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, giơ tay lên được không? Em. Dạ em nữa ạ. Cảm ơn các em. Bây giờ cô có một trải nghiệm nhỏ về hạnh phúc. Cả lớp mình lên tham gia nhé. Các em đứng lên bục này đợi cô một chút. Hay quá. Tuần này ai bị ghi sổ đầu bài sẽ thoát được điểm phê bình nhé. Tuần nào cô cũng cho tham gia hoạt động gì đó thì thích quá. Nhiều bóng bay quá. Trải nghiệm như thế mọi người nhỉ. Bây giờ cô sẽ phát cho các em mỗi bạn một quả bóng bay và một chiếc bút. Mỗi người hãy ghi tên mình cùng với hai từ diễn tả điều khiến mình hạnh phúc nhất nhé. Hay ký hiệu gì đó cũng được. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm. Không biết là trải nghiệm gì nữa. Cô giáo làm mình hồi hộp ghê nhỉ. Các em xong rồi chứ. Trải nghiệm thứ nhất như sau. Tất cả hãy cùng thả những quả bóng bay ra trên bục giảng này nhé. Rồi hãy bước hết xuống bục. Ôi, tất cả đều màu xanh. Chữ viết tên mình thì bé. Tớ chẳng nhận ra quả bóng bay của tớ nữa rồi. Chúng lẫn vào nhau rồi, làm sao mà thấy. Bây giờ, tất cả các em, trong vòng 1 phút, hãy tìm ra quả bóng bay có tên mình nhé. Nào, bắt đầu. Của tớ. Không phải, của tớ đây. Không đúng rồi. Vẫn không phải. Hết giờ, tất cả dừng lại nhé. Lộn xộn quá, bạn nào cũng cố gắng tìm quả bóng của mình mà có ai thấy đâu. Các em có ai tìm thấy quả bóng của mình không? Dạ không ạ, ít thời gian quá cô ơi. Bây giờ tiếp tục trải nghiệm thứ hai nhé. Cũng trong vòng 1 phút, các em hãy lấy quả bóng bất kỳ và gọi tên đưa cho bạn trong lớp có tên trên quả bóng đó. Bắt đầu. Bóng của Thanh Nga này, bóng của Trần Đức, Nguyễn Kiên, Hà Anh. Thu An này, tớ bắt được bóng của cậu rồi. Quả bóng của tớ cũng vừa có bạn tìm được. Cách này nhanh thật đấy. Đúng là tên và ký hiệu hạnh phúc của tớ đây rồi. Thưa cô, chúng em đều đã thấy bóng của mình rồi ạ. Tuyệt lắm, các em còn thừa hẳn 10 giây đấy. Cảm ơn các em. Bây giờ các em trở về chỗ ngồi của mình đi. Cầm theo bóng bay ghi hạnh phúc của mình nữa.
các em à, trải nghiệm vừa rồi của các em cũng chính là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta đấy. Ai ai cũng kiếm tìm hạnh phúc, kiếm tìm niềm vui của mình ở khắp mọi nơi mà không biết nó nằm ở đâu. Hạnh phúc của mỗi chúng ta chỉ có được dựa trên hạnh phúc của người khác. Hãy cho đi niềm vui, niềm hạnh phúc và các em sẽ nhận lại phần của mình. Mai sau càng trưởng thành, các em sẽ càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn lớp mình đoàn kết hơn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập, cũng như các hoạt động tập thể. Như thế các em sẽ thấy thành công của cả lớp, niềm vui của tập thể cũng là niềm vui của chính mình. Đúng là thật khó để tự mình tìm lấy hạnh phúc của mình nếu không có ai khác trợ giúp, ngay trong những việc đơn giản nhất. Có những lúc một mình không làm nên điều gì, chuyện bài nhóm, rồi chuyện tập văn nghệ, bản thân mình chỉ có muốn cho qua nên không thấy vui. Cô giáo nói đúng, mình... Đứa trẻ. Kìa em, sao không ngủ mà ra đây ngồi? Tại em không ngủ được, sợ nằm trằn trọc lại khiến anh mất chức. Em lại lo lắng chuyện mai cho con đến trường à? Vâng, anh bảo em không lo sao được. Con mình như thế, cho nó đi học, chắc chắn mọi người sẽ nhìn nó soi mói. Không biết nó có chịu nổi không? Thôi nào em, đừng lo lắng quá. Chứ con mình đến tuổi thì cũng phải cho nó đi học và giao lưu với bên ngoài chứ. Biết là thế, nhưng nếu có gì không ổn, em sẽ đưa con về nhà ngay. Em không muốn nó chịu thêm bất cứ một thiệt thòi nào nữa. Ý em là ngày mai khi đưa con tới trường, em sẽ ở lại theo dõi xem nó như thế nào, rồi tùy tình hình xử lý. Tùy em thôi, hy vọng mọi chuyện không đến nỗi. Dạ, mời chị và cháu ngồi. Đây là cháu mà chị đã nói phải không ạ? Vâng cô ạ, là cháu đó. Tôi hiểu rồi, chị ngồi đi. Chúng ta sẽ hoàn thiện hồ sơ cho cháu. Vâng ạ. Thực là cho cháu đi học thế này tôi lo lắng lắm. Cháu đã thiệt thòi sẵn rồi. Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ nhắc các thầy cô giáo lưu tâm đến cháu nhiều hơn. Giờ tôi sẽ dẫn chị và cháu xuống lớp. Vâng ạ. Con ơi, thằng bé đâu rồi? Hả? Ôi không! Tôi chưa bao giờ để cháu xuất hiện ở chỗ đông người như vậy. Tôi chưa kịp dặn cháu phải làm gì, nó sẽ thành trò cười của lũ trẻ mất. Này, cậu bị làm sao thế? Các cậu thấy tớ lạ lắm không? Ừ, cậu lạ lắm. Miệng cậu bị méo kìa. Hai mắt của cậu cũng vậy. Chúng không giống nhau. Con à, chúng ta... Mẹ, con muốn chơi với các bạn. Các cậu nói đúng rồi. Mặt tớ không giống người bình thường. Các cậu có thấy sợ không? Có, cũng hơi sợ. Mặt tớ như vậy là do tớ bị hở hàm ếch đấy. Chứ tớ không đáng sợ đâu. Hở hàm ếch ư? Là sao vậy? Là sinh ra đã bị như vậy rồi. Nhưng chẳng ảnh hưởng gì. Các bạn làm gì tớ cũng làm được hết. Thật hả? Cậu làm được hết hả? Ừ. Thấy bọn tớ đang đá bóng, thiếu một người, cậu chơi được không? Được chứ, cho tớ đá với. Chơi luôn, cậu sẽ làm hậu vệ nhé. Được, được. Chị lo lắng quá rồi. Cậu ấy đã hòa nhập ngay được với các bạn bằng chính sự chủ động, thân thiện và tự tin. Thật đáng khâm phục. Vâng cô ạ, tôi cũng bất ngờ lắm. Không ngờ chính cháu lại có thể làm được những điều kỳ diệu ấy. Mẹ thật hạnh phúc và tự hào về con yêu à.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.